Dạ em ơi, mình chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ em đang có mặt ở nhà của gia đình em Tuấn, các bạn chị. Em Tuấn là người bị đuối nước ở cầu Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, các bạn chị. Thì hồi chiều thì mấy anh em cũng đã đưa theo gia đình đưa em Tuấn về nhà. Thì bây giờ thì chung đang để em Tuấn ở nhà nội em Tuấn, các bạn chị. Thì đây các anh chị, thì cũng như ngày giờ để mà đưa tiễn em Tuấn đi ha. Giờ em mời tất cả cô chú anh chị hãy vào bên trong để gặp mẹ em Tuấn, các bạn anh chị. Chị đây là mẹ của cháu Tuấn đó. Thì khi xảy ra sự vụ thì lúc mà mấy anh em chia sẻ tại cầu Vĩnh Kim á, thì mẹ của bé không có ra ngoài đó đó. Khi mà tưởng niệm cháu xong đem về nhà của bà nội thì của mẹ của bé đó, thì hãy mời cô chú chị lắng nghe những điều chia sẻ của chị. Dạ em chào chị nha chị. Dạ chào. Dạ, chú. Chị là mẹ ruột của cháu Tuấn. Dạ. Dạ thì em có nghe nói là ba của bé đi làm xa hả chị? Dạ, ba bé đi mần mướn, đi hái cà phê, còn sáng thì mẹ đi tỉ bắp cho người ta cũng đi mần mướn, không rồi người ta điện ai hết biết gì rồi. Dạ. Con đi học quá thành phố. Dạ. Thì chị được là cháu Tuấn với bé trai là hai anh em hả chị? Dạ có hai đứa. Thì em cũng có gặp cô với dì chia sẻ. Đây là đây con. Đây là bé nhỏ. Dạ. Ngồi xuống con. Đó thì em có gặp cô với dì chia sẻ lúc mà trên cầu Vĩnh Kim á. Dạ. Cô mấy cô cũng có nói là cháu Tuấn này cũng học ra trường đi làm. Dạ. Dạ. Thì hiện tại là cháu Tuấn đi làm công việc gì chị? Nó làm bên công ty dầu nhớt gì chứ. Dạ. Cô không biết con đi mặn ở chỗ nó cũng không có lên, tại hồi nào giờ cứ đi mần mướn không à, không có. Dạ. Đi tới đâu tới Tài Vinh còn không biết đường đi về nữa. Là cháu ra trường làm được lâu chưa chị? Dạ làm được 2 năm rồi. Dạ. Công việc trên chợ nó nghe chị nghe cháu nói là có thu nhập gì à? Nó mần được tháng 9 triệu rồi đó. Dạ. Rồi mới điện cho con chừng 5 ngày nay hỏi con á, con có mặn không? Nó có mẹ con đương mặn, rồi hỏi con sống đủ không? Thì dạ. Con nói đủ, nói cha con đi mặn ở Đà Lạt rồi con ơi. Dạ. Rồi đâu mới có 4-5 ngày nay nghe con vậy, trời ơi, đi mặn mướn nuôi con chứ không biết cực khổ đâu, lo cho con mà vợ con đi vậy. Dạ, vậy là cháu Tuấn mới điện nói chuyện với chị là cách đây khoảng 5 ngày. Dạ, 5 ngày. Dạ, đó là cháu Tuấn điện về hay là chị điện cho cháu Tuấn? Chị điện cho cháu Tuấn. Dạ. Dạ. Cha mới đi mần mướn ở đồng sòi nhà ai, mẹ con hai vợ chồng cứ đi mần mướn nuôi con suốt luôn. Cái này yeah. Là nhà của bà nội, còn chị thì chở chuồng bò trên ruộng trên yeah. cát á. Vậy là nghe nói nhà mình chảnh cũng xuống cấp lắm rồi. Dạ nhà gách rưới 10 người rồi ăn trộm chung vô cũng được, ở chuồng bò cũ. Dạ. Chị cho em hỏi là khi mà chị điện cho em Tuấn á, và em có cái tâm sự cái chuyện gì với chị không? Dạ không, con nó hiền rồi đó, giờ nó không có nói gì, không có nghe, nó buồn phiền gì á. Hỏi con nó xài không đủ thì con điện về cho mẹ con, đừng có ăn cắp ăn trộm, đừng có chơi ma tí xì ke nghe con, là dạ con biết rồi. Mà... ý em hỏi là cũng như là tâm sự chị với chị là cũng như cái chuyện riêng tư của em Tuấn này kia, hay là tình cảm này có. Dạ không, có cũng nghe. Bình thường, cũng nó bình thường dạ. Nó nói chuyện cũng bình thường. Cũng xảy ra sự việc này mình không biết là như thế nào. Mà sao xe nó mắc mà giấy tờ xe cũng không có luôn, đồ cũng không có, có quần sọt này không mà, dạ, có bộ đồ dính thân. Thì nói chung là tụi em quay cái video, những video ở trên đó đó, dạ. Cũng nhiều khán giả nói như vậy. Nhưng mà cái chuyện đó mình để xác minh lại. Dạ. Dạ chứ hiện tại giờ mình cũng chưa có nói trước được cái điều gì. Quỳ lại mấy chú công an nên mấy chú ơi, con đi lại, ví dụ có ai giết nó thì bỏ đi, đừng có mẫu phẫu thuật con đi để cho nó chết nguyên dạng mà mấy chú công an không cho. Dạ cái đó là cái nguyên tắc chị. Dạ, mấy chú hôm nay chị làm vậy là chị dung dưỡng mấy người tội phạm. Dạ đúng rồi, đúng dạ. Rồi. Tính con mình có ngày nó chết vậy thì thôi để cho nó nguyên dạng, mọi trẻ chịu không nổi đâu. Tuy là cái tâm lý gia đình thì em cũng người ngoài em cũng nói với chị là cái đó là cái nguyên tắc làm việc rồi, nếu sau này của mình có khiếu nại gì đó họ cũng không có chịu trách nhiệm cho mình nữa. Yeah. Yeah. Thì đâu đó mình là biết được cái nguyên nhân nó sẽ tốt hơn.
đường mặn mướn người ta, người ta điện cái trời ơi chạy xe đạp, xe đạp thường nó chạy hay cái vô nó quấn chân chạy không có nổi, cái mướn xe đò chạy một hơi đi lên trển, công an thấy chịu, công an bắt lại đó luôn, không cho đi ra chỗ con. Ngồi quỳ lại mấy chú ơi cho tôi lên gặp con tôi đi, mấy chú nó chỉ lên trển làm sao người ta làm được. Thôi cũng chị cũng bớt đi, cũng dù sao dạ. Câu chuyện cũng xảy ra rồi, chị dạ. Cố gắng để lo cho em nó đâu đó hoàn đàng hoàng. Dạ. Dạ chị cho em hỏi là nó nói cháu Tuấn là đi xe Honda dạ, là xe gì chị? Đi xe Tay Ga dạ. Trắng đen rồi dạ. Đó hồi mười mấy năm về trước á, mà ăn được á, cái mua cho con được chiếc xe đó, còn ở nhà vợ chồng đi xe đạp không à. Dạ. Tại vì em có nghe nói là cháu Tuấn này khi mà phát hiện á, cháu ở dưới bờ sông đó dạ. Nhưng mà không có thấy chiếc xe dạ. Đó chỉ thấy là cái xác của cháu thôi dạ. Đó mà tại sao giấy tờ thì tùy thân thì vẫn còn nhưng mà chiếc xe không thấy. Chiếc xe với tờ xe không còn, mà bảo hiểm em bằng lái xe với thẻ căn cước thì còn dạ. Nói chung là giấy tờ tùy thân của Tuấn thì vẫn dạ, còn. Còn ở trong túi mà còn giấy xe thì vẫn có còn dạ. Như vậy, như xảy ra như vậy đó rồi chưa giờ gia đình mình có ai điện lên chỗ mà cháu Tuấn ở coi chiếc xe có còn ở trển hay là chiếc xe mất rồi chị? Dạ tối nay mới mướn người ta chạy lên đó chứ vợ chồng không có biết chỗ nào mà đi. Hồi con đi học tới giờ mướn người ta đi theo lên trển này thôi chứ không có biết chỗ nào đi. Chị với anh là không biết cái chỗ mà chú Tuấn ở chỗ nào? Dạ không biết, mà có biết cái nhà trọ nó cho cái địa chỉ nhà trọ nó với cái đường rồi đó. Dạ. Rồi mướn người ta tối nay chạy lên trển coi tí cái con sao, con đi bằng sao rồi con về chắc nào vậy đó. Dạ. Nó hiền lắm chú ơi, chú hỏi hết xã này luôn đó. Không có ai nói mà nó quậy quạng không, nó hút một điếu thuốc gì hết trơn đó chú. Dạ. Có bao giờ mà Tuấn mà có khi nào mà trò chuyện chia sẻ chị về cái chuyện mà bạn gái được không chị? Không có. Hay chị biết là Tuấn có bạn gái chưa? Hỏi nó thì nó nói không có, mà không có nghe điện thoại mà không nghe dẫn về nhà luôn. Dạ. Hôm là nhà nghèo rồi nó không dám dẫn, cũng có mà hỏi nó không có, tại mình ở chuồng bò á, rồi chuồng bò mà dắt rưới hết trơn à. Dạ. Là chị được hai anh em à, bé nhỏ này thì năm nay nhiêu tuổi, học lớp mấy vậy chị? Nó học lớp 5 rồi đó chú. Chị cho em hỏi là em Tuấn là lên Sài Gòn được bao lâu rồi chị? Nó lên chỗ nó học đại học 5 năm rồi nó ra nó bằng 2 năm nữa. Là từ hồi học đại học đến đi làm là ở trển không? Dạ. Yeah. Nói chung gia đình như chị thì cũng quá bất ngờ khi mà bên công an ở đây gọi để mà tìm người thân, gặp người thân của cháu Tuấn dạ. Thì chị không nghĩ là con của mình đâu đúng không? Không có nghĩ, mà nghe anh nói tên thì nói trúng, mà tưởng hôm là nó bị ăn cắp ăn trộm rồi người công an bắt, chứ công an không có nói chết dạ. Người cứ mới kêu xe đò chở lên trển thì công an mới nói là con chị chết vậy đó, phải con chị nó đưa hình ra thì phải con mình rồi, té xỉu luôn, cái công an không cho đi ra chỗ chết dạ. Rồi lúc đó chị đi làm công việc gì cho người ta chị? Chị đi làm ngày cho người ta, đi chỉ bắp cho người ta rồi bỏ chạy về luôn. Chắc 9:15 là công an điện hỏi chị á, hôm nay chị có biết gì không? Cái nói không, cái nói con chị phải tên Nguyễn Thanh Tuấn không? Chị là mẹ nó phải không? Sinh ngày 20/10 phải không? Cái nói phải, nói vậy chị lên công an Vinh Kim á làm việc. Trời ơi, rung chân tay đừng nói không có con mình hiền rồi nào, giờ không lẽ nó ăn cắp ăn trộm, công an mới mờ. Thì nó không có nói chết thì lên tới trển nó mới nói lên, trời ơi tá quả tâm tình đấy, con nó hiền nó gợ cả xóm chạy lên luôn á tại vì thấy nó hiền hồi nào bây giờ nó không có phá vách người nào hết trơn. Tại vì họ cũng trấn an cái tâm lý của mình lúc mà đi xe lên trên đó, họ sợ nói rồi nhiều khi chị trên đường đi này kia này á. Dạ. Trai em đang học lớp mấy rồi con? Mà sẽ chơi mấy bé này cũng hiền á chị, hai anh em hiền. Hai anh em hiền lắm á, nó có cái gì nó cũng gửi cho anh á, rồi nó còn mới nói với cha nó hai bữa nay điện cho cha nó, cha ơi cha đi mặn về Tết cho mua làm nồi lẩu cho con với anh ăn nha cha. Trời cha năm mới hứa ai mà ngày nay nó thèm nồi lẩu mà không có tiền mua cho con ăn.
nên đi cha nó sao mẹ đi mà có tiền mua cho con đấy, mẹ mua cục thịt 30.000 mà ăn 2 ngày. Dạ. Chị là bé nhỏ ở nhà. Dạ. Hiện tại là chị ở cái nhà chỗ chị nói là cái chỗ chuồng bò hả? Dạ. Này chỗ chạy heo ở trên đây nè chứ. Mấy chú lên chẳng hậu nhà của ông Tiết nhà nào rồi chứ mấy chú biết à. Rồi hai mẹ con ở đó rồi chị đi làm rồi bé này hay nấu ăn cho nó. Mướn người ta đưa nó đi học 20.000 đặng mình đi làm mình kiếm thêm chứ mình ở nhà mình nuôi con mình nữa rồi. À. Đâu có tiền nuôi. Từ nhà chị lại trường á gần không? Dạ, trường ở trên kia xuống tới dưới này là xa mà đi đường quẹo ngã tư cái gì không à. Thấy người ta đụng xe hoài rồi cũng thương con, không có cho đi, mướn người ta 20.000. Nên nói thôi kệ đi mình mặn 150.000 mình chia người ta 2-3 mình an tâm. Dạ. Rồi cái mua cho con hộp cơm 10.000 gửi nhà chính ăn cho trưa đi học về nó ăn. Dạ, chị nhờ người ta đưa rước 1.000-20.000. Dạ. Tay không tin gì con? Rồi lúc này con có hay tin anh hai con mất là con đang ở đâu? Rồi chính là con đi học không bữa nay? Dạ. Bữa nay con có đi học không? Dạ. Lúc đó con đang ở nhà chính con hả? Dạ. Nó đi học về. Sáng về. Hay điện về con nói anh hai con mất. Nó hỏi cậu Bảy nãy nghe gì sáng nói, nó hỏi cậu Bảy ơi sao con điện cho anh con không được, lẽ anh con chết. Cậu Bảy nó thôi đừng nói vậy. Là con điện cho anh hai lúc nào con? Nó nghe tin rồi nó điện. À, cũng như là nghe tin vậy rồi mới điện hả? Rồi nó nói con điện không được cho anh hai, không được luôn. Ừ. Mấy ngày trước con có điện cho anh hai con không? Không có điện hả? À. Con với anh hai con nói chuyện thường xuyên không? Nó có nhắn tin không mà chứ. Không, mà con có điện chứ con có nhắn tin cho anh hai con không? Không hả? Lâu lâu nó mới nhắn tin lần tại anh nó mặn, nó mặn tới 6 bây giờ mới gì à. Rồi nó đi học ngày 2-3 cử rồi cái. Dạ. Rồi như anh đi làm xa đó làm công việc gì chị? Thuê ai mướn gì làm nấy. Dạ. Rồi đi lâu chưa, cái thời gian của anh đi tới bữa nay là bao nhiêu anh ngày? Anh đi bữa rằm, bữa nay mới có 10 mấy ngày à. Hồi dạ. Đó anh ở đây anh bằng mướn mà rồi sau được chuyến này đi rồi đó nhỏ tới lớn không có đi xa. Ở đây ví dụ mướn anh làm hồ, làm cút đất này kia nọ là anh cũng đi. Dạ. Hết trơn. Anh chị ngày xưa giờ anh chưa từng ra khỏi địa phương mà đi làm xa, không có đi làm xa cổ Trà Vinh như nào mới chuyến này đi cái người ta nói làm như cáp coi gì á. Chị biết anh đi làm nhiêu một tháng lương không? Anh nghe nói không, anh mới đi mấy ngày nay nghe ngày mà ngày 300-300 mấy gì mà cơm mình ăn phẩm không? Dạ ăn sản phẩm. Cũng như anh chị gia đình khó khăn vậy mà nuôi được cháu Tuấn này được học đại học ra nghề là quá hay. Mần dữ lắm luôn chú ơi, mần ngày mần đêm, mần ngày đi mần ngày chân ta, mần đêm còn đi phải đi lặt đậu thức muốn sáng đêm luôn vậy đó mà. Dạ. Không có buồn phiền, nói mình lo cho con nữa, có tài mình hy sinh là mình cũng cố đời con. Mà chị cho em hỏi là anh Tứ học đại học học ngành gì chị? Đang học bên ngành công nghệ mô tô. Ngành nghề ô tô. Dạ. Học cái nghề đó cũng giỏi lắm mới học được. Dạ nó thi 12 trường, nó có bằng khen, nó đậu mình như 4-5 trường đại học luôn á. Người ta gửi về bưu điện, người ta đem lại nhà nội nhà ngoại, nó chậm cái ngoại cái người đem, người ta nói trời nội đem cái bằng này cũng hết xăng nữa. Dạ. Dạ. Như vậy là em nghĩ là em Tấn nó mất là gặp cái sự cố thôi chứ em không nghĩ không. Dạ. Ngoài ra không có chuyện gì, tại vì em rất là học giỏi nữa. Dạ. Nếu con người học giỏi là chắc như là không có làm bậy bạ đâu. Nó không. Dạ. Nó không một điếu thuốc nó cũng hút mà. Dạ, rượu rồi. Một giọt nó cũng không uống luôn. Nhưng mà thanh niên mà ta cầm trong tay 2-3 cái bằng đại học như vậy là cũng là chịu khó lắm. Dạ. Chị cho em hỏi đó, bác Tấn là ra trường mấy năm rồi? Mấy năm với nó học đại học 5 năm rồi nó làm 2 năm. Làm 2 năm. Dạ. Cũng như là ra trường nay được 2 năm rồi. Dạ. Em Tuấn là về nhà thường không? Dạ một năm nó mới về một lần, nó mạnh mấy ngày Tết nó với lễ á, người ta mướn nó ở lại cũng như tăng ca mà ai ở lại giữ ngày 500.000 á. Ừ. Cái nó cũng ở lại nó giữ luôn á, nói mẹ ơi con ở lại con giữ. Nói chung là Tuấn này thì chịu khó là chịu khó. Dạ. Để làm kiếm tiền mấy ngày Tết đúng ra như thanh niên người ta đó chị. Dạ. Ta mê chơi, ta lo ta về. Đó nó đi học 12, lớp 10 hay là lớp 7, lớp 8 gì đi. Mẹ đi bé ớt là đi học về cũng đi ra bé ớt phụ với mẹ. Dạ. Luôn.
Nói chung khi em chia sẻ lên cái video clip trước lúc mà xảy ra sự vụ á, thì cũng có rất là nhiều cô chú cũng có ý kiến cũng như là bình luận này nọ, không biết là em nó như thế nào. Đó thì em cũng muốn gặp chị để mà chia sẻ lại, thì qua những lời chị chia sẻ nó giờ em nghĩ là cháu Tuấn này cũng rất là ngoan, nhất là ngoan, thứ hai là có chí cầu tiến, đó lo làm. Như chị đã nói là khi mà Tết á, người ta về hết, mà cháu Tuấn này gì mà cuộc sống gì tính siêng năng thần cù á, phải ở lại làm để có đồng lương cao, thì em nghĩ là cháu Tuấn này cái tệ nạn xã hội cho em thì không có. Không có đâu, nó bảo đảm không, của em là không bao giờ có dù tệ nạn xã hội. Câu đó là chị nói một năm Tuấn mới về nhà một lần. Dạ. Và lúc em Tuấn phát hiện là thi thể của em á là mấy là mới biết liền là em mới về thôi à? Dạ, mới biết liền là về công an điện rồi là mới biết, hỏi tên tuổi rồi mới biết nó về thôi chứ nó không có điện. Như thường thường là Tuấn hay điện về cho chị là khoảng bao nhiêu ngày mới điện một lần chị? Nó cũng lâu lâu, cũng cả mười mấy ngày mới điện. Dạ. Nó hiền lắm mà nào giờ nó ở nhà nó cũng không có điện, nó là mình điện nó thôi à. Điện cái nói sao con không điện về cho mẹ nhớ gần chết luôn nha. Cái nói con có tánh còn nào giờ vậy mẹ ơi. Theo chị nghĩ là Tuấn có biết bơi này cái đi tắm mà xong dạ không gì không? Tuấn không biết bơi không? Dạ không. Chị cho em hỏi nè, bây giờ cái căn nhà này là nhà của bà nội hả? Dạ. À, chị định an táng em Tuấn như thế nào chị? Là đưa về nhà nằm nhất kế bà nội bên kia. Chúng ở đây. Dạ. Nằm chung với ông bà. Dạ. Là bữa tới bữa 29 lần mới mới mới. Dạ. Dạ. Vậy là anh nãy giờ anh đoạn đường về cũng gần tới hả chị? Anh nói về tới đã chắc 12 giờ đêm kêu anh tiếp thôi, anh mướn xe taxi anh về đại đi anh tiếp, anh nói đi mướn mấy chiếc rồi mà sao 7 triệu 7-8 triệu gì của tiền nó mà mướn anh mới đi xe đò à. Thì chị không sao đâu chị cũng để cho anh từ từ để anh về chứ chị đừng có hối quá. Dạ. Rồi không có tiền rồi đi xe đò không về. Dù sao cũng lỡ rồi, cứ để cho anh từ từ về. Bị về thời dạ gian cũng còn mấy ngày nữa thì cho. Bây giờ tới tối anh cũng về tới nhà rồi. Điện giờ anh thêm rồi, Tuấn nó chết rồi, là trời ơi gì nó vậy. Kêu anh về đi, anh thêm anh về liền đi. Anh mướn taxi, anh điện về anh mướn taxi, sao 3 triệu lần tiền đâu trả. Rồi kêu xe đò về. Cầm người ta dạo, người ta mướn taxi, người ta chạy về rồi. Từ đoạn đường từ Đà Lạt về đây cũng rất là xa, nếu mà đi taxi rồi với 5-6 triệu rồi thì mình đi không có nổi đâu. Dạ. Ông cha điện về cho anh ấy, đem về nội đi mà đừng có để con ở ngoài sân nghe, để trong nhà tội nghiệp, để ngoài sân tội nghiệp. Anh điện về anh nói vậy rồi anh ấy đừng có chung liền nghe, để con lâu lâu đi. Cứ mấy ngày mới đem đi cho ông chị? 29, 3 ngày. Câu thì người ta nói ngày mai 27, 9 giờ là chôn rồi. Cha nó không chịu, cha nó về không kịp rồi. Để cho con nằm ít ngày đi. Dạ. Còn có lần cuối cùng mà. Trai, trai học giỏi không con? Ừ. Dạ khá. Khá hả? Cố gắng học giỏi lên nghe chưa? Anh hai đi xa rồi, giờ con phải cố gắng học giỏi thay, nữa sau này thay anh hai chăm sóc ba mẹ nha. Nói sang năm con lớn rồi con đi hái cà phê phụ cha đi. Rồi con bỏ mẹ ở nhà với ai. Đi là nó phải kéo theo hết, nó mới chịu, nó có hiếu lắm. Như con hồi nãy mà khi mà con nghe được tin anh hai gì đó con, rồi trong lòng con sao con? Con tội nghiệp quá cô chú chị. Nói chung đây là cái sự vụ mà gia đình không hề hay biết gì hết. Chưa về mà người ta lại chặn nhà luôn. Tao hỏi thăm tao nghe, người ta thấy nó hiền, người ta cũng thương. Dạ. Em thấy thì các mày bà con cũng đến cũng dạ, chia buồn gia đình cũng đông rồi đó chị. Dạ. Thì nghĩ là chắc cháu hiền quá thì cái dạ tình thương bà con cũng nói sớm
cũng thương cháu biết được cái thông tin này thì là con cũng đến để là chia buồn với gia đình. Dạ thì tụi em đến đây trước tiên là tụi em cũng xin phép gia đình để chia sẻ cái câu chuyện này lên. Sau đó thì mấy anh em cũng chia buồn với gia đình hả chị. Nói chung chuyện nó đã xảy ra rồi thì chị cũng cố gắng mình giữ tinh thần lên để lo cho cháu, cho nó hoàn thiện hết để ngày mà đưa cháu đi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Dạ. Dạ. Cố gắng lên nha chị. Dạ. Thứ hơn nữa là em xin phép chị là khi mà chị lo phần của cho em Tuấn xong á, tụi em xin phép đến nhà chị ở căn nhà riêng của chị đó. Dạ dạ. Để chia sẻ căn nhà chị như thế nào hả chị. Dạ dạ. Rồi cố gắng hả chị. Dạ. Con đường vô khó ra là không về gia đình được. Đó thì có thể là một hai video clip sau lại cùng với anh em mà đến nhà riêng của gia đình để mà chia sẻ lại cái hoàn cảnh của gia đình. Nhìn cháu của bé, nhìn là thank you.